Hoan hỷ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu xuân năm mới Giáp Thìn, thay mặt cho ban biên tập Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc năm mới tới quý cô bác, anh chị. Đón xuân Giáp Thìn một năm đổi mới, như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý, thanh nhàn, phúc hưởng, Tết an khang, thịnh vượng, an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý, phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri chính xác 100% về vận mệnh tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, đúng 4 tháng đầu năm 2024 âm lịch, ăn lục thần tài, trúng số liên tiếp, trăm tỷ cầm tay, nợ nần trả sạch, đổi đời giàu có ủ ụ. Quý vị thân mến, có một câu nói rất hay, khi con người đến lúc chạm đáy, bất kể là lựa chọn hướng đi nào, thì tương lai cũng sẽ trở thành con đường lên dốc cao. Trong cuộc sống, bất kỳ ai cũng phải đối mặt với khó khăn. Điểm khác biệt ở mỗi người chính là tâm thái mà họ đối diện với nghịch cảnh. Chính điều này sẽ quyết định tương lai của chúng ta để được bình an. Chúng ta không chỉ nhờ vào sự cố gắng của bản thân mà còn nhờ vào sự che chở từ trời cao. Hãy nhớ rằng những khó khăn hiện tại mà quý vị phải đối mặt cuối cùng sẽ biến thành phúc lành. Tương lai tươi sáng rồi cũng sẽ đến với quý vị mà thôi. Và theo luận giải mới đây nhất của giới tiên tri về những dự báo năm 2024 đã hé lộ rằng vận mệnh của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 4 tháng đầu năm 2024 này sẽ có rất nhiều những biến động lớn, nhưng đa phần là may mắn và cát lành thăng hoa. Không những tiền tài lộc lá, mà ngay cả gia đạo, sức khỏe cũng có những sự khởi sắc đáng kể. Vậy, làm thế nào để có thể nắm bắt trọn vẹn nhất những cơ hội đổi đời tuyệt vời đó? Quý cô bác Tân Sửu hãy cùng với Minh Đường Tử Vi lắng nghe về lá số tử vi chi tiết dưới đây nhé! Thưa quý cô bác tuổi Tân Sửu thân mến, theo lịch vạn niên thì năm Giáp Thìn 2024 là mệnh hỏa. Xét về yếu tố ngũ hành, mệnh hỏa của năm tương sinh với mệnh thổ của tuổi, như vậy là rất tốt. Thiên can tân bình hòa với năm giáp, để chi sửu xung khắc với thìn. Nhìn chung, vận trình tử vi 4 tháng đầu năm 2024 của quý cô bác Tân Sửu có cả may mắn lẫn thách thức song hành. Năm nay cô bác nên chú trọng tới vấn đề sức khỏe của bản thân, coi đây là ưu tiên hàng đầu. Đừng quá cố chấp hay tranh đấu tiền bạc, danh lợi ở độ tuổi này mà thêm nhọc thân, vì tính đến năm 2024 này, thì cô bác cũng đã đến tuổi 64 rồi đó ạ. Và đúng 4 tháng đầu năm 2024, bản mệnh tuổi Tân Sửu sẽ có nhiều cơ hội thực hiện những dự định của bản thân đặt ra, là người ưu tiên cho sự an toàn, nên mệnh chủ không có những thay đổi nhiều về công việc. Năm nay cô bác sẽ phát triển dựa trên những nền tảng đã có sẵn từ trước. Năm nay bản mệnh đặc biệt có duyên về các hoạt động công cộng thiện nguyện. Quý cô bác sinh năm 1961 sẽ có cơ hội gặp gỡ được nhiều bạn bè mới, kết giao được với nhiều người cùng chung lý tưởng sống. Bản mệnh hãy tranh thủ quãng thời gian này để giúp đỡ được nhiều người, làm được nhiều việc tốt. Quý cô bác Tân Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, chủ mệnh có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại dựa dẫm vào người khác. Thành công mà cô bác đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Cô bác tuổi Tân Sửu chịu thương, chịu khó và làm việc vất vả, nên cô bác thường hay rất chịu đựng, hy sinh, đơn giản nhưng lại mộc mạc, thật thà, chân thành. Chính vì vậy mà quý cô bác thường được rất nhiều người kính trọng. Trong cuộc sống này, hay trong công việc, Tân Sửu thường là những nhà lãnh đạo rất tận tâm, luôn có sự chuẩn bị chu đáo cho mọi việc. Cô bác Tân Sửu luôn chuẩn bị với một tâm lý vững vàng, rất ít bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Có thể nói rằng, điểm mạnh của những người tuổi Tân Sửu đó là lương thiện, siêng năng, chịu khó, cần cù, bền bỉ và thận trọng trong mọi việc. Tuy nhiên, những người tuổi này đôi khi lại rất bướng bỉnh, khó gần, và không có khả năng biểu hiện cảm xúc của mình. Nhìn chung, thời gian 4 tháng đầu năm 2024 có lẽ sẽ là mốc thời gian đầy biến động đối với quý cô bác. Sự kiên nhẫn, quyết tâm và sự linh hoạt sẽ giúp cho quý cô bác vượt qua mọi khó khăn và đạt được những thành tựu đáng kể trong năm này.
hãy tận dụng những cơ hội mới và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp xung quanh cô bác nhé. Tuy nhiên, khi bước sang năm 2024, giai đoạn đầu năm Minh Đường Tử Vi xin có đôi điều muốn gửi gắm tới quý cô bác như sau. Thứ nhất, về công việc sự nghiệp. Quý cô bác Tân Sửu trong 4 tháng đầu năm Giáp Thìn này vẫn duy trì những công việc cũ, mọi việc dường như đã đi vào quỹ đạo, không có nhiều thay đổi hay biến động. Về cơ bản thì Tân Sửu đã thành thục, làm quen với các việc này. Trong năm 2024, bản mệnh cứ tiếp tục phát huy sở trường của mình. Nếu có cơ hội gặp gỡ những đồng nghiệp mới, cô bác Tân Sửu hãy tranh thủ để học hỏi thêm kinh nghiệm và kiến thức từ họ. Những người trẻ tuổi thì thường làm việc rất sáng tạo, nhiệt huyết và có nhiều năng lượng. Đây cũng là điều mà ở độ tuổi này quý Tân Sửu đã khó có thể duy trì được rồi. Tuy nhiên, để mà nói về sự chững chạc và già dặn kinh nghiệm trong công việc sự nghiệp, thì hiếm ai có thể sánh bằng được với cô bác tuổi Tân Sửu. Bởi cô bác là những người sống có trách nhiệm với tập thể, không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng, mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn nguy hiểm, cũng sẽ không bao giờ nao núng sợ hãi, ngược lại còn luôn điềm tĩnh dũng cảm vượt qua thử thách. Trong công việc, khi phải đưa ra quyết định, tuổi Tân Sửu luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn, ít khi bị mắc sai lầm, bởi vậy mà luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Quý cô bác tuổi Tân Sửu đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, có khả năng làm việc với năng suất cao cấp nhiều lần người khác mà không hề thấy mệt mỏi, rồi trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách, ý chí kiên cường sẽ không bị mai một mà ngày càng trở nên mạnh mẽ kiên quyết hơn. 4 tháng đầu năm 2024 về yếu tố mệnh hỏa và là năm Giáp Thìn có thể mang đến một sự kết hợp giữa năng lượng mạnh mẽ và sự biến đổi đáng kể. Yếu tố hỏa có thể tạo ra nhiều động lực, nhiệt huyết và tự tin, nhưng cũng đi kèm với sự khó kiểm soát và thay đổi nhanh chóng. Quý cô bác hãy chú ý nhé! Thứ hai, về tình hình tài chính của cô bác trong 4 tháng đầu năm 2024. Được dự báo sẽ có một vài điểm sáng sẽ xuất hiện, tuy nhiên trong năm đặc biệt này, quý cô bác Tân Sửu nên ưu tiên cho công việc của bản thân và không ngừng nâng cao năng lực, kỹ năng chuyên môn của mình tốt hơn, là ôm đồng phân tán sức lực cho quá nhiều việc cùng một lúc, đừng mù quáng tìm cách tăng thu nhập thêm, mà hãy tập trung phát triển con đường sự nghiệp của mình. Đối với quý cô bác đang làm công việc kinh doanh, buôn bán, thì nên thận trọng trong việc mở rộng kinh doanh ở thời gian này, do không có nhiều sao tốt phù hộ, nên không mở rộng quy mô một cách vội vàng và ồ ạt, cần đánh giá cẩn thận các rủi ro, tránh mạo hiểm và đầu tư quá mức nóng vội. Quan điểm sống của tuổi Tân Sửu là thẳng thắn, song phẳng và công bằng. Mỗi khi giải quyết vấn đề gì đó, bản mệnh luôn cân nhắc theo ý chí, hoàn toàn không để tình cảm xen vào. Đôi lúc sự thẳng thắn ấy khiến cho Tân Sửu bị người khác hiểu lầm trách móc. Phong cách thận trọng và vững vàng có thể giúp cho bản mệnh tránh được những tổn thất không cần thiết, nhưng đồng thời cũng có thể bỏ lỡ một số cơ hội đầu tư vì quá bảo thủ. Bản mệnh có thể được người quen giới thiệu cho những cơ hội làm ăn, nhưng sự phán đoán có phần chủ quan của bản thân sẽ khiến cho quý cô bác đầu tư một cách mù quáng, tính toán sai lệch, thậm chí còn có thể bị lừa lọc. Do đó khi đối mặt với những khoản đầu tư do người thân, bạn bè giới thiệu, cô bác Tân Sửu vẫn cần đề cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ các dự án sinh lời, tránh hành động hấp tấp hay tin người quá dễ dàng, càng không nên tin vào lời đề nghị hay hứa hẹn của người khác. Tuy nhiên, cô bác cũng không cần quá lo lắng nhé, bởi cô bác sẽ được sự trợ giúp của sao lành phúc đức chiếu mệnh, nghĩa là mỗi khi gặp khó khăn đều có thể biến xui thành tốt. Nếu rèn luyện bản lĩnh nâng cao năng lực, cô bác hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề mà không tốn quá nhiều sức lực. Đối với doanh nhân, khi ký kết hợp đồng nên đọc kỹ nội dung hợp đồng để hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan, chẳng những thiệt hại do tranh chấp hợp đồng. Ngoài ra, cô bác nên thận trọng hơn trong việc quản lý tài chính, tránh tiêu dùng hay đầu tư quá mức để đảm bảo ổn định kinh tế của bản thân. Thứ ba, về tình cảm gia đạo của tuổi Sửu trong 4 tháng đầu năm 2024. Tương đối bình ổn trong cuộc sống thường ngày, cô bác hãy luôn duy trì thói quen tích cực và lạc quan, vui vẻ bên con cháu, đừng suy nghĩ quá phức tạp kẻo tự rước muộn phiền vì những điều nhỏ nhặt. Cô bác nữ tuổi Tân Sửu thì luôn hy sinh nhường nhịn và vô cùng đảm đang, là mẫu người của chuẩn mực xã hội, là con người của gia đình. Khi đã kết hôn, cô bác sẽ hết lòng vun đắp cuộc sống hôn nhân và gia đình, luôn là nguồn động lực cho chồng con. Cô bác có tính khí ôn hòa, tuổi trẻ nhiều khó khăn, tuổi già phúc thọ, tiền của hưng vượng. Tuổi này là mẫu người khẳng khái, trầm tĩnh, thường là người hiền lành, thích ở nhà, về phương diện tình cảm lại thích sự ổn định. Còn với quý nam tuổi Tân Sửu, là những người cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai, rất quan tâm yêu thương gia đình, vợ con, nhưng đôi khi quý bác Tân Sửu lại gia trưởng và khá nóng nảy, luôn yêu cầu mọi người thực hiện những nguyên tắc, nội quy trong cuộc sống, ẩn sâu trong lớp vỏ ngoài lạnh lùng cứng nhắc,
là một tâm hồn khao khát được yêu và sẵn sàng vượt qua những thăng trầm khó khăn trong cuộc sống để bảo vệ gia đình. Tân Sửu là người có nội tâm vô cùng phong phú, do tình cảm, chân thành và ấm áp nhất. Thứ tư, về sức khỏe. Bước sang tuổi 64, cô bác Tân Sửu nên chú trọng tới sức khỏe của mình nhiều hơn nhé. Mệnh chủ nên đi khám định kỳ, duy trì thói quen sống lành mạnh để có một sức khỏe tốt, đồng thời giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ tích cực thì sẽ có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Trong năm 2024, quý cô bác có thể tham gia các lớp tập thể dục dưỡng sinh, yoga, thiền định để tâm thanh tịnh an lạc, duy trì lối sống lành mạnh, nói điều hay, làm việc tốt. Như vậy không những cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn tích đức cải vận, đồng thời không thể bỏ qua việc điều chỉnh cảm xúc. Đôi khi có thể do áp lực công việc gia đình mà tâm trạng của quý cô bác thay đổi thất thường, suy nghĩ tiêu cực, tự mình làm khổ mình. Lúc này cô bác có thể thử một số hoạt động thư giãn như đi du lịch, đọc sách hay ngồi thiền để giải tỏa áp lực tâm lý cô bác nhé. Vậy, tử vi chi tiết 4 tháng đầu năm 2024 sẽ diễn ra như thế nào? Quý cô bác cần chú ý những điều gì để tránh xa được hung vận, đón may mắn về mình? Hãy cùng lắng nghe nhé! Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch, từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 9 tháng 3 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 1 dự báo, cuộc sống của bản mệnh sẽ khá dư giả vì có nhiều nguồn thu hoặc nhận được nhiều quà phần thưởng hậu hĩnh từ con cháu và những người bạn tri kỷ mang đến. Tháng mới sẽ mang đến cho cô bác Tân Sửu động lực để hệ thống hóa lại quy trình làm việc của mình. Hãy cố gắng để bản thân có thể làm việc hiệu quả và ít bị phân tâm hơn. Cô bác đã và đang trên đà phát triển của chính mình rồi. Tuy nhiên, để có thể tạo được những bứt phá lớn hơn trong sự nghiệp, thì đây là thời điểm cô bác nên loại bỏ bớt những thói quen tiêu cực cũng như những niềm tin đang khiến cho mình tự giới hạn bản thân. Tháng đầu năm mới cũng là lúc quý cô bác có thể kết nối mở rộng mối quan hệ với những người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực của mình. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở Tân Sửu cũng nên biết lừa sức, giỏi không có nghĩa là làm tất cả. Nếu khối lượng công việc đang vượt ngoài khả năng, thì quý cô bác hãy cân nhắc đến việc tìm sự trợ giúp từ bên ngoài nhé. Ngũ hoàng nhập phương chính bắc, mệnh chủ có điểm báo đi xa, chủ yếu là vì công việc. Song lần này quý cô bác sẽ gặt hái được khá nhiều thành quả ngoài mong đợi, vì thế hãy luôn giữ tâm thế chủ động trong mọi việc. Nhìn chung, cuộc sống của bản mệnh lúc này đã thoải mái hơn, không phải lo nghĩ quá nhiều về việc chi tiêu mua sắm như trước nữa. Có thể là nhiều quý cô bác ở đây nhận được một khoản thưởng hậu hĩnh hoặc có quà từ người thân đi xa trở về. Lúc này là thời điểm khá rực rỡ về khía cạnh tài chính của bản mệnh. Thái dương cát tinh phù trợ cho gia đạo của bản mệnh thêm phần hanh thông thuận lợi. Quý cô bác luôn cố gắng làm điều gì đó cho gia đình, con cháu được vui vẻ hạnh phúc trong thời gian tới. Nhờ thế mà tình cảm gia đình luôn luôn bền chặt. Về mặt sức khỏe, bản mệnh cũng nên quan tâm hơn đúng cách ăn. Nhiều đồ bổ béo không phải là tốt, có thể gây quá tải cho dạ dày của quý cô bác đó ạ. Thời điểm này là lúc quý cô bác nên xem xét thay thế các loại thực phẩm hàng ngày bằng những loại thực phẩm dinh dưỡng lành mạnh. Thời điểm lạnh giá là lúc cần chú ý giữ gìn sức khỏe, luôn cố gắng giữ ấm cho cơ thể, nhất là phần đầu, ngực, hai bàn tay, chân, không nên đi ra ngoài quá thường xuyên, kẻo dễ bị đau ốm. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Bước sang tháng 2 âm lịch, quý cô bác Tân Sửu phải chịu những tác động khá bất lợi do trong vận trình của mình có nhiều điểm xui kéo đến, sóng gió có thể ập tới bất cứ lúc nào. Nếu không có sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, rất có thể sẽ không kịp trở tay. Dù cho con giáp này đã cố gắng rất nhiều nhưng cũng khó tìm được cơ hội để khẳng định bản thân. Không phải quý cô bác không có năng lực, song trong tháng có nhiều trở ngại, tiểu nhân vẫn rình rập sẽ ngăn cản những bước phát triển của tuổi Tân Sửu. Quá trình làm việc sẽ gặp nhiều bất lợi, khối lượng công việc dồn đống khi việc mới việc cũ chất chồng. Vốn là con giáp làm việc có nguyên tắc riêng, nhưng hệ thống mà quý cô bác vốn xây dựng cũng có được vận hành nhuần nhuyễn. Vì đủ loại nguyên do cả khách quan lẫn chủ quan nên không thể nào mà êm xuôi cho được. Tháng này còn có thêm thương quan ảnh hưởng. Đây không phải là thời điểm thích hợp để bản mệnh tiến hành những kế hoạch lớn của mình, bởi có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Quý cô bác cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, không chỉ từ đối thủ mà còn ở ngay cả đồng nghiệp bên cạnh. Sóng gió có thể ập tới bất cứ lúc nào. Nếu không có sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, quý cô bác cũng sẽ có thể trở tay không kịp, nhất là trong những mối quan hệ hợp tác làm ăn. Quý cô bác chớ nên chia sẻ bí mật công việc quá dễ dàng, kẻo nó có thể trở thành điều bất lợi. Khi cơ hội được trao như nhau, ngay cả những người thân thiết cũng có thể trở thành đối thủ. Quý cô bác nên cố gắng giữ khoảng cách hợp lý để tự bảo vệ bản thân và sự nghiệp. Điểm sáng là có sự xuất hiện của Thái Âm,
sẽ mang tới điểm báo quý nhân của cô bác trong tháng này, đa phần sẽ là nữ mệnh, đó có thể là trưởng bối trong nhà, cấp trên, khách hàng, quý bạn bè. Cô bác có thể chú ý hơn những đối tượng như vậy trong cuộc sống thường ngày và lắng nghe những góp ý của đối phương, biết đâu sẽ rất hữu dụng ở thời điểm này. Tử vi tháng 2 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch cho biết, tài lộc của tuổi Tân Sửu cũng không được lý tưởng như mong muốn, cũng bởi sự nghiệp sa sút ảnh hưởng nhất định tới thu nhập của quý mệnh, tương phá khiến cho các mối quan hệ làm ăn gặp nhiều trục trặc. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị khách hàng sẽ chịu tác động mạnh mẽ nhất, những hợp đồng khó được ký kết suôn sẻ, thậm chí còn xảy ra tình trạng bị đối thủ cướp đoạt mối làm ăn hoặc giở trò chơi xấu hạ bệ danh tiếng. Nguồn thu từ công việc chính có phần bấp bênh, khiến cho cô bác không yên tâm, nóng lòng muốn tìm cách cải thiện, dù vậy cũng trở nên vội vàng làm ăn khuất tất mà tự hại mình. Kinh doanh buôn bán quan trọng nhất là gặp thời, nếu hiện tại gặp khó khăn thì nên kiên trì, làm việc chăm chỉ, tới đúng thời điểm vận khí ắt sẽ phất lên. Tháng này vận khí giảm sút nên không có lợi cho làm ăn lớn, dễ gặp vấn đề về giấy tờ pháp lý. Quý cô bác tốt nhất nên làm mọi việc trong khả năng, duy trì quy mô vừa phải để có thể kiểm soát trong mọi tình huống. Thay vì làm ồ ạt, tham cái lợi trước mắt, sẽ có nguy cơ ngã đau. Con giáp này còn đang phải đối mặt với nhiều khoản chi phí phát sinh, dù không muốn lạm chi, nhưng chẳng thể không bỏ tiền ra. Những vấn đề về sinh hoạt thường ngày không thể thay đổi, nhưng quý cô bác có thể tập trung vào tích lũy nhiều hơn để luôn có khoản dự phòng cho bản thân khi cần, đừng làm được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu. Nguyệt lệnh lâm đất dưỡng có thể coi là một tín hiệu tích cực, báo hiệu những khởi sắc sắp tới, tuy nhiên còn khá yếu ớt, cần có thời gian phấn đấu dần dần, chớ nóng vội kẻo hỏng việc. Bản mệnh làm gì cũng nên thận trọng và dồn nhiều tâm huyết, thu nhập sẽ dần dần có sự cải thiện sau những sóng gió trong sự nghiệp và tài lộc. Tử vi tháng 2 âm lịch của Tân Sửu lại báo hiệu những tín hiệu tích cực về phương diện tình cảm và gia đạo của cô bác, như một sự bù đắp tinh thần ít nhiều. Gia đạo thì an yên, vợ chồng con cái không xảy ra mâu thuẫn nào quá gay gắt, có chăng chỉ là chút xung đột nhẹ, nhanh chóng được giải quyết triệt để. Theo dõi tử vi tháng 2 âm lịch cũng cho thấy rằng sức khỏe của cô bác Tân Sửu không có gì đáng ngại, bệnh nặng không có, thể trạng vẫn duy trì chỉ số ổn định. Tuy nhiên quý cô bác có thể gặp một vài triệu chứng khó chịu do lo nghĩ về công việc và vấn đề nhà cửa. Thời gian này, vì áp lực nên bản mệnh sẽ bị mất ngủ, ngủ không ngon giấc. Để cải thiện về vấn đề này, ban ngày cô bác nên vận động nhiều hơn, buổi tối mới có thể ngủ ngon giấc hơn. Bên cạnh đó, quý cô bác cũng cần chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần hơn nữa. Tuy công việc bận rộn, lại thường xuyên gặp áp lực, có thể khiến cho quý cô bác gặp tình trạng căng thẳng. Nhưng chỉ cần suy nghĩ lạc quan hơn, tự tin hơn thì mọi chuyện mới suôn sẻ thuận lợi, đừng tự tạo thêm áp lực cho mình. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 3 tuổi Tân Sửu cho biết, bản mệnh sẽ gặp khá nhiều điều kiện thuận lợi, tuy nhiên vì quý cô bác vô tư tiết lộ những chuyện không nên, khiến cho kẻ xấu sẽ có cơ hội để tìm cách gây hại. Bản mệnh đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, lúc này nên tiếp tục hoàn thiện những gì quý cô bác đang làm tốt và tránh xa với những miền đất xa lạ. Đây không phải là thời điểm tốt để ký kết thỏa thuận mới. Tuy nhiên không phải ai cũng hài lòng với cách mà cô bác làm việc, nhất là khi ngũ quỷ hung tinh có điểm báo tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng tới cuộc sống của bản mệnh. Cho dù cố gắng hài hòa nhưng quý cô bác vẫn có thể nổi nóng khi những kẻ phá đám xuất hiện trong cuộc đời của mình. Rắc rối có thể xuất hiện dưới dạng kiện tụng hay tranh chấp pháp lý. Thời gian này bản mệnh nên giữ kín một số bí mật trong kinh doanh của mình, tránh việc vô tình tiết lộ khiến cho kẻ xấu nhân cơ hội này để gây hại. Ngoài ra hãy nhớ rằng quanh cô bác vẫn còn có rất nhiều người tốt bụng, do đó đừng để bản thân bị rơi vào tình trạng nhạy cảm quá mức, khiến cho Tân Sửu phản ứng khỏi tầm kiểm soát. Hãy bình tĩnh và luôn chủ động trong mọi tình huống cô bác nhé. Về tử vi tháng 3 của 12 con giáp âm lịch cho thấy rằng ngũ hành tương sinh sẽ mở ra những cơ hội mới khá hay ho. Đối với con giáp sinh năm 1961, nhất là với những ai ham học hỏi, quý cô bác có nhiều thông tin hữu ích để có thể gia tăng nguồn thu hoặc lợi nhuận cho mình. Tuy nhiên, quý cô bác cũng cần thời gian cân nhắc và lựa chọn một cách thận trọng. Hãy cẩn thận về tài chính vì mọi việc có thể không tốt đẹp như quý cô bác tưởng tượng. Lúc này nên ưu tiên về việc tìm hiểu, đây không phải thời điểm tốt để tham gia liên doanh hay hợp tác mới. Kể cả nếu có những cơ hội vô cùng hấp dẫn, thì cũng hãy đợi đến tháng sau. Trong kinh doanh, bản mệnh cần tỏ ra chừng mực khi đưa ra quyết định. Đây không phải là lúc quý cô bác có thể mạo hiểm, tránh đầu tư một lượng tiền lớn hay thay đổi cách làm việc nếu mọi thứ đang ổn. Có thể nói sau những sóng gió, thì gia đạo của cô bác Tân Sửu lại báo hiệu những tín hiệu tích cực về phương diện tình cảm, giải tỏa những lo lắng đang ngự trị trong lòng bản mệnh suốt thời gian qua. Theo dõi tử vi cho biết, sức khỏe của bản mệnh có vẻ tốt hơn,
sẽ đạt được cân nặng như quý cô bác mong muốn. Ngoài ra, để tránh việc thức khuya, khiến cơ thể mệt mỏi vào sáng hôm sau, giấc ngủ và nghỉ ngơi là cách tốt nhất để hồi phục cho sức khỏe. Hãy đảm bảo rằng cô bác được ngủ đủ giấc trong ngày, thường xuyên giải lao và có quãng nghỉ để tăng cường sức khỏe và tăng cường khả năng tập trung. Hơn nữa, thời điểm tháng 3 âm lịch này, lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận. Hãy quan tâm hơn đến những vị trí này của cơ thể. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 4 cho biết, tháng này đánh dấu những bước tiến ổn định và chắc chắn cho Tân Sửu. Quý cô bác nên nắm chắc cơ hội để thể hiện bản lĩnh, hoặc giành lấy lợi thế sẵn có, xây dựng bàn đạp vững chắc cho tương lai sau này. Phương diện công việc của quý cô bác đạt được những thành tựu nhất định. Nỗ lực sau một thời gian dài cũng có thể nhìn thấy trái ngọt, đủ để khiến cho quý cô bác tự hào về chặng đường mình đã đi qua. Được cả thiên đức cát tinh và chính ấn chiếu mệnh, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời để chỉ điểm. Bản mệnh sẽ nhận ra được vấn đề của bản thân nằm ở đâu. Rất may quý cô bác tiếp thu vấn đề nhanh và có sự điều chỉnh cụ thể, nên khắc phục được điểm yếu, lấy lại thế cân bằng và tạo ra những sự bứt phá hoàn toàn mới mẻ. Ban đầu có thể mọi việc tiến triển chậm hơn so với dự kiến, hoặc thậm chí bị người khác ngờ vực, khiến cho quý cô bác không khỏi lo lắng. Nhưng bằng cách làm theo kế hoạch định sẵn và giữ vững lập trường, mà cô bác sẽ thu về thành công hơn cả mong đợi. Tử vi tháng 4 của 12 con giáp âm lịch dự báo, đường tài lộc của Tân Sửu khá bình ổn, không có biến động lớn. Công việc tiến triển tốt cũng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho tuổi này. Nguồn thu chính chủ yếu dựa vào chính tài, thứ tài vẫn cần phải dựa vào sự nhanh nhạy và khả năng tính toán của cô bác mới có thể cải thiện. Vì thế, thay vì tìm việc tay trái để làm, quý cô bác có thể tập trung tinh lực để phát triển công việc chính. Việc kinh doanh buôn bán có lúc thăng, lúc trầm, lúc được, lúc mất. Tháng này quý cô bác có thể đầu tư, nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ. Cẩn thận đường đi nước bước, may mắn là được nhiều hơn mất. Bỏ vốn đầu tư bao nhiêu, tạm thời sẽ thu về thành quả tương xứng. Dù chỉ ở mức hòa vốn nhưng trong thời buổi nhiều khó khăn như này cũng được coi là tạm ổn, tiếp tục có động lực để cô bác phấn đấu nhiều hơn nữa. Đặc biệt chú ý, tháng có nguyệt lệnh lâm mộ ở Sửu, sẽ khó tránh một số trở lực nhất định trên con đường làm giàu. Bản mệnh phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để ứng phó. Việc đã xảy ra cũng đừng mãi lấn cấn, dành thời gian tìm cách khắc phục hơn là than vãn. May mắn có thiên đức cát tinh soi chiếu, bản mệnh nhanh chóng tìm ra hướng đi phù hợp, giữ cho đầu óc tỉnh táo để không phạm phải những sai lầm quá nghiêm trọng. Vợ chồng muốn giữ được hòa khí gia đình, quan trọng nhất là phải biết tiết chế cảm xúc, đặt bản thân vào vị trí của người kia để có cách hành xử cho phù hợp. Mâu thuẫn xảy ra có thể khiến nảy sinh suy nghĩ ngoại tình, dễ sa ngã vì cám dỗ. Dù là ngoại tình tư tưởng, quý cô bác cũng nên tránh, bởi khoảng cách từ suy nghĩ cho tới hành động không quá xa. Trong tháng, phương diện sức khỏe của Tân Sửu khá lý tưởng, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Cô bác nên cân bằng thời gian dành cho cuộc sống và công việc, vừa đảm bảo sức khỏe, lại vừa giữ gìn được các mối quan hệ sẵn có. Có thời gian thì nên chú ý chăm sóc cho bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực, như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè, sẽ giúp cho tinh thần của bản mệnh thêm phấn chấn. Tổng kết vận trình tử vi 4 tháng đầu năm 2024 và phương hướng hóa giải cho quý cô bác tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961 như sau. So với tử vi tuổi Tân Sửu năm 2023, vận trình đầu năm mới 2024 sẽ có khó khăn, nhiều thách thức và áp lực hơn. Tuy nhiên, áp lực tạo kim cương, một khi đã vượt mọi khó khăn, cản trở khách quan hay chủ quan, cô bác Tân Sửu sẽ đạt được nền móng vững chắc cho sự nghiệp của mình, không ngừng thăng tiến và tài lộc theo đó cũng ngày càng mở rộng. Có thể nói rằng, vấn đề trọng điểm mà chủ mệnh cần tập trung giải quyết trong 4 tháng đầu năm 2024 đó chính là việc cân bằng cảm xúc, giữ tinh thần ổn định xuyên suốt. Do tác động của phá thái tuế và hàng loạt sao xấu chủ về kìm nén cảm xúc, khiến cho cô bác dễ đưa ra quyết định sai lầm, từ đó cản trở con đường thăng tiến cho sự nghiệp, sức khỏe vì thế mà cũng giảm sút nhiều. Mắc bệnh thì chủ yếu là tâm bệnh mà thôi. Dưới đây là cách hóa giải vận xôi hiệu quả cho quý cô bác tuổi Tân Sửu. 1. Hành sự thận trọng và chuyên cần. Để tránh bị những cảm xúc tiêu cực xâm lấn trong các giai đoạn vận khí đi xuống, cô bác cần hành động theo một kế hoạch càng rõ ràng càng tốt, càng thận trọng càng quý, càng chuyên cần càng dễ tiến tới thành công như mong đợi. Đã là họa thì khó tránh, trong năm sẽ có điểm thị phi đeo bám, đó là điều chắc chắn. Cô bác cũng không cần phải trốn tránh hoặc bận tâm quá nhiều về điều này. Cách hay nhất là tập trung làm việc chuyên cần, kết quả sẽ chứng minh được tất cả. 2. Tập trung yếu tố nhân hòa chính bản thân mình. Thiên thời,
địa lợi, nhân hòa là ba yếu tố tính toán của mệnh số vô cùng quen thuộc với mỗi người. Trong đó thiên thời và địa lợi là hai yếu tố bên ngoài, tượng trưng cho may mắn, không phụ thuộc vào quyền kiểm soát của riêng ai. Còn nhân hòa là yếu tố bên trong, nằm trong khả năng ta quản lý. Khi thiên thời địa lợi không có, tức may mắn không nhiều, thì ta hãy tập trung vào yếu tố nhân, tức chính là con người mình. Hãy thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực từng ngày. Đừng đổ lỗi tại hoàn cảnh hay số phận. Không ngừng nỗ lực từng bước, chậm nhưng vững vàng, kỷ luật và hăng hái. Chính điều đó có thể giúp cho Tân Sửu tạo ra may mắn cho chính mình, từ đó thay đổi mệnh số, hóa hung thành cát, để năm 2024 với nhiều thành công rực rỡ hơn. 3. Làm nhiều việc thiện, việc tốt giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình, tới việc lớn, hay bạn bè, mọi người xung quanh. Mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xuôi khí từ đó cũng dễ bị tiêu trừ, cắt khí gia tăng. Thưa quý cô bác thân mến, ông bà ta có câu truyền thụ lại rằng, chọn bạn mà chơi, và trong công việc làm ăn kinh doanh cũng vậy. Việc chọn một người cùng chung chí hướng và đam mê, để làm ăn thì kết quả thế nào cũng sẽ thăng hoa, thành công mỹ mãn mà thôi. Còn ngược lại, nếu chọn sai đối tượng hợp tác, thì sớm muộn gì cũng sẽ rước họa vào thân, chuyện phá sản chỉ còn là thời gian, tệ hơn nữa còn phải gánh thêm một số nợ khổng lồ. Do đó nếu có kế hoạch hay dự án dù nhỏ, dù lớn gì đi chăng nữa thì khi hợp tác làm ăn, quý cô bác cũng nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định hợp tác nhé. Vậy, trong 4 tháng đầu năm 2024, tuổi Tân Sửu nên hợp tác làm ăn với tuổi nào để được may mắn thuận lợi? Tuổi Tý và tuổi Sửu. Người tuổi Tý và người tuổi Sửu có tính cách sở thích khác biệt nhau một trời một vực. Tuy nhiên trên phương diện làm ăn, đây lại là cặp đôi kết hợp khá ăn ý. Họ giúp đỡ hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Mỗi bên đều có nhược điểm, ưu điểm của riêng mình. Chuột nhanh nhạy thông minh, nhưng cẩu thả nóng vội. Chủ quyết đoán, nhưng có những phân tích chính xác cẩn thận. Cặp đôi này khi làm việc, sẽ bù trừ hỗ trợ cho nhau, tạo ra những chiến công vang dội. Tuổi Sửu và tuổi Sửu. Hai tuổi Sửu kết hợp với nhau sẽ trở thành cặp đôi khá ăn ý, lý tưởng. Họ có chung tính cách, sở thích và đặc biệt là sự thấu hiểu lẫn nhau. Trong công việc, hai người tuổi Sửu sẽ có cùng chung lý tưởng mục tiêu. Họ cùng nhau cố gắng phấn đấu cho cuộc sống, là nguồn động lực giúp đỡ và tương trợ lẫn nhau. Tuổi Dần và tuổi Sửu. Tuổi Dần mạnh mẽ, thích cuộc sống cao sang uy quyền. Tuổi Châu thì hiền lành thẳng thắn, luôn muốn hướng tới cuộc sống bình yên. Có thể nói rằng, đây là cặp đôi đối lập nhau nhất trong 12 con giáp. Nhưng trên phương diện công việc, hai tuổi này có thể hợp tác làm ăn. Họ cùng nhau trao dồi kinh nghiệm, kiến thức, cung cấp cho nhau những thông tin bổ ích. Châu sẽ học được sự quyết đoán sắc sảo của Hổ. Ngược lại, Hổ sẽ học được sự cẩn thận chăm chỉ của Châu. Tuổi Mão và tuổi Sửu. Người tuổi Mão và người tuổi Sửu đều có đặc điểm trong tính cách, đó là sống nội tâm, giàu tình cảm, ít giao tiếp và thích những nơi yên tĩnh. Khi hợp tác với nhau, tuổi Mão và tuổi Sửu luôn tôn trọng tin tưởng và đặc biệt là sẵn sàng giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn. Tuổi Mão sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong công việc, phương pháp làm việc hiệu quả từ tuổi Sửu. Tuổi Thìn và tuổi Sửu. Tuổi Thìn mạnh mẽ quyết liệt, có phần đối lập với tính cách nhút nhát của tuổi Sửu. Nếu hợp tác làm ăn, tuổi Thìn và tuổi Sửu sẽ là những đối tác khá ăn ý lâu dài. Họ có chung quan điểm và mục tiêu phấn đấu, chắc chắn sẽ có chung chí hướng, cùng nhau phấn đấu đạt được hiệu quả mục tiêu. Tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Tuổi Tỵ và tuổi Sửu có khá nhiều điểm tương đồng trong sở thích và tính cách, bởi vậy họ có suy nghĩ và hành động khá ăn ý với nhau. Trên phương diện công việc, cặp đôi này cũng khá ăn ý. Rắn sẽ dạy cho Châu sự khéo léo tự tin trong cuộc sống, ngược lại Châu sẽ giúp đỡ, tiếp thêm sức mạnh cho Rắn trong những lúc khó khăn. Họ sẽ cùng nhau vượt qua những gian nan thử thách một cách dễ dàng. Tuổi Ngọ và tuổi Sửu. Tuổi Ngọ nếu như hợp tác làm ăn với người tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn thuận lợi, bởi lẽ người tuổi Ngọ luôn bị cuốn hút bởi những thứ mới mẻ hay thay đổi, không kiên định với mục tiêu của mình. Còn tuổi Sửu sẽ giúp cho tuổi Ngọ khắc phục được sự thiếu kiên nhẫn này. Tuổi Mùi và tuổi Sửu. Dù là trên phương diện nào, công việc hay tình yêu, tuổi Mùi và tuổi Sửu đều khó có thể tìm được tiếng nói chung. Họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, không ai chịu nhường ai. Khi ở cạnh nhau, hai tuổi này thường bộc lộ những khuyết điểm thiếu sót của mình. Bởi vậy, giống như họ luôn cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc gặp gỡ nhau. Tuổi Thân và tuổi Sửu. Tuổi Thân và tuổi Sửu tuy có nhiều sự khác biệt về tính cách, nhưng họ hoàn toàn có thể lắng nghe, chia sẻ những ý nghĩ tâm tư của mình cho nhau. Tuy nhiên, trên phương diện công việc, họ lại là hai người có chí hướng hoàn toàn trái ngược nhau. Con đường tuổi Thân lựa chọn tách biệt với tuổi Sửu, không có cùng quan điểm, mục tiêu hướng tới,
Điều đó khiến cho tuổi Thân và tuổi Sửu rất khó có thể trở thành những đối tác làm ăn lâu dài. Tuổi Dậu và tuổi Sửu. Có thể nói rằng, sự kết hợp của người tuổi Dậu và người tuổi Sửu đem lại sự hoàn hảo cả về phương diện công việc lẫn tình yêu. Sự tương đồng trong tính cách và quan điểm sống chính là nền móng đầu tiên, giúp họ phát triển mối quan hệ. Nếu như tuổi Sửu luôn nhút nhát thiếu tự tin khi giao tiếp, thì tuổi Dậu lại là vị cứu tinh, giúp cho tuổi Sửu khắc phục được nhược điểm đó. Tuổi Tuất và tuổi Sửu. Mối quan hệ giữa tuổi Tuất và tuổi Sửu có thể tiến triển tốt đẹp gắn bó lâu dài hay không, đều dựa trên sự trung thành và tin cậy lẫn nhau. Hai tuổi này đều có tài trong kinh doanh, họ có thể cùng nhau xây dựng sự nghiệp phát triển và trở thành những ông chủ bà chủ buôn bán. Tuổi Sửu kiên trì cần cù làm việc, còn tuổi Tuất lại có những phán đoán chính xác nhanh nhạy. Sự kết hợp này sẽ đem lại hiệu quả thành công cao cho việc làm ăn. Tuổi Hợi và tuổi Sửu. Tuổi Hợi thích sự chăm chỉ cẩn thận tỉ mỉ của người tuổi Sửu. Họ có thể hợp tác làm ăn lâu dài và sự hợp tác này sẽ đem lại hiệu quả thành công ngoài mong đợi. Quý vị thân mến, trường thọ là gì? Một số người cho rằng nếu đã vượt quá tuổi 75 và không mắc bệnh hiểm nghèo, cơ thể vẫn còn khỏe mạnh, tư duy minh mẫn và sống vui khỏe mỗi ngày thì đó được coi là trường thọ. Đáng tiếc là hiện nay có nhiều người dù sống trên 75 tuổi nhưng lại gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, di chuyển thì khó khăn và không giao tiếp với xã hội, dù còn sống nhưng lại phải sống trong đau đớn, chống chọi với bệnh tật, chật vật với mưu sinh. Vậy làm thế nào để sống lâu và khỏe mạnh? Thật ra không có con đường tắt để sống trường thọ, thì cô bác cần duy trì các thói quen sống lành mạnh. Hãy cùng tham khảo 8 thói quen để duy trì sức khỏe sau đây cô bác tuổi Sửu nhé. 1. Tích cực vận động. Lợi ích của việc vận động là rất rõ ràng. Vận động có thể làm cho con người trẻ hơn, tăng cường sức khỏe, cải thiện chức năng miễn dịch. Ngoài ra còn có thể kiểm soát cân nặng, giúp cho chỉ số cơ thể đạt chuẩn hơn, từ đó giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh như cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch, ung thư. Tuy nhiên, để việc vận động đạt hiệu quả tốt hơn, hãy kiên trì trong thời gian dài. Việc 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới sẽ không mang lại hiệu quả tốt đâu cô bác nhé. 2. Không hút thuốc. Thuốc lá có mối liên hệ mật thiết với nhiều loại bệnh và việc hút thuốc kéo dài sẽ làm giảm tuổi thọ vô cùng. Đây không phải là lời đe dọa vô căn cứ. Một số người thường nói rằng có những người hút thuốc sống đến 80, 90 tuổi, nhưng đó chỉ là hiện tượng cá biệt. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do ung thư phổi cao nhất trên thế giới. Điều này có liên quan chặt chẽ đến số lượng người hút thuốc, vì vậy đừng tìm lý do cho bản thân. Hãy bỏ thuốc lá ngay lập tức vì sức khỏe của bạn. 3. Không uống rượu thường xuyên. Uống rượu có thể gây nghiện và khiến cho bạn khó cưỡng lại. Việc uống rượu thường xuyên và quá mức sẽ gây tổn hại cho cơ thể. Rượu có thể gây hại cho gan, tụy, dạ dày, tim và não. Vì vậy, những người uống rượu trong thời gian dài thường khó có thể sống thọ. 4. Ăn uống lành mạnh. Người ta hay nói, họa từ miệng mà ra, thói quen ăn uống không lành mạnh, dễ gây ra nhiều loại bệnh. Hãy kiềm chế khẩu vị và tránh thức ăn không lành mạnh. Những loại đồ muối chua, thịt hun khói, thực phẩm chuyên giòn, thức ăn cay hoặc đồ ăn nhanh, nếu ăn quá thường xuyên sẽ gây ra nhiều bệnh tật không tốt cho sức khỏe. 5. Giấc ngủ ngon. Giấc ngủ ngon có thể giúp chúng ta tràn đầy năng lượng và cải thiện khả năng miễn dịch. Nếu chất lượng giấc ngủ kém hoặc đồng hồ sinh học không đều sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe về lâu, về dài. 6. Kiểm soát căng thẳng. Mỗi lứa tuổi đều có những căng thẳng riêng, quan trọng là chúng ta làm thế nào để kiểm soát nó. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn không thể tránh khỏi căng thẳng. Mỗi lứa tuổi đều có những căng thẳng riêng, quan trọng là chúng ta làm thế nào để kiểm soát nó. Nếu bạn không thể kiểm soát căng thẳng, thậm chí còn bị căng thẳng chi phối, thì sau một thời gian dài, bạn có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều cảm xúc tiêu cực, dẫn đến suy giảm hệ miễn dịch. 7. Tránh dùng các loại thuốc có chứa opioid, thuốc viện. Thuốc opioid đó là gì? Là những hợp chất được chiết xuất từ thuốc viện, gây anh túc, tác động với các thụ thể trong hệ thần kinh, có thể làm giảm đau và tạo ra cảm giác sảng khoái. Các loại thuốc như morphine đều thuộc loại chân chúa opioid, sử dụng lặp đi lặp lại có thể gây nghiện. Triệu chứng bao gồm kha khát, lo âu, tâm trạng xấu, ngáp, đổ mồ hôi, nổi da gà, chảy nước mắt, chảy nước mũi, buồn nôn hoặc nôn mửa, tiêu chảy, đau, co thắt, đau cơ, sốt và mất ngủ. Một khi nghiện là rất khó bỏ, lâu dần nó sẽ tương đương với việc sử dụng ma túy. 8. Tương tác xã hội tích cực. Chúng ta đang sống trong xã hội này, giao tiếp với người khác là điều cần thiết. Không giao tiếp với người khác trong thời gian dài, bạn không chỉ trở nên cô đơn
mà còn dễ mắc bệnh rối loạn thần kinh Alzheimer khi về già. Khi quý cô bác về già đi, đặc biệt là sau tuổi 65, sức khỏe sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của quý cô bác. Nhiều người sẽ ngần ngại đầu tư cho sức khỏe bản thân, nhưng có một sự thật quý của cô bác cần phải hiểu rằng, khi cô bác đã mắc bệnh, thì khả năng cao là gia đình của quý cô bác sẽ phải bán tài sản, vay tiền để giúp cho quý cô bác chi trả chi phí chữa bệnh. Lúc đó quý cô bác làm thế nào và làm cách nào có thể tự chăm sóc cho bản thân được đây, để giảm bớt gánh nặng cho gia đình mình đây, hay lại phải chăn trở suy nghĩ và tự dằn vặt mình. Chỉ khi có một cơ thể tốt khỏe mạnh thì mới không gây tổn hại, cũng như không trở thành gánh nặng cho gia đình. Để có thể có một cơ thể khỏe mạnh thì cô bác hãy lưu ý những điều trên đây, và để tâm hồn của mình trở nên phong phú thì tương lai sẽ tốt đẹp yên bình hơn, sống đến 100 tuổi mà không phải lo lắng điều gì. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.